Đây là một cây phường mà có bộ rễ các bạn thấy này. Cây này rất lạ. À không phải có cây phường đâu, cây sa cư. Và có một bộ rễ rất đẹp. Đấy, các bạn nhìn bộ rễ. Đấy. Rất đẹp. Xung quanh này. Cái phường này cũng là cái phường cổ các bạn này. Tuổi đời của nó khoảng 50, 60, 30 đến 50 tuổi. Đường kính khoảng gần 1 mét. Cái phường này là cái phường ở cái đường như thế này. Đường này đường Lý Công Trạng à? Rất đẹp các bạn nhé. Có bộ rễ rất đẹp. Nhìn đấy, nhìn. Rồi. Có thân hình của bộ rễ rất đẹp. Đây các bạn, cái rễ nó có nó nổi lên những cái cục 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 đẹp. Thank you.